Kính thưa quý khán giả của đài VNTV, tôi là Đỗ Như Điện và hôm nay trong cái chương trình thời sự chúng tôi có một người khách rất quý, đó là học giả Đỗ Thông Minh đến từ Nhật Bản. Xin chào anh Đỗ Thông Minh. Dạ vâng, xin chào anh Đỗ Như Điện và xin kính chào quý khán giả của VNTV. Vâng, thưa anh đến từ Nhật Bản, do đó với bà con ở San Diego mặc dầu đã nghe tiếng, nghe tên anh rất là nhiều, nhưng mà có nhiều chuyện ở xứ Nhật. Bà con cũng muốn biết. Do đó cái câu chuyện mà chúng tôi muốn bàn với anh, hỏi anh là người Việt trên đất Nhật. Thì việc đầu tiên anh cho biết một cách tổng quát là tại sao với cái nền văn hóa gọi là tứ đồng văn mà trước đây mình vẫn nói đấy, nhưng mà sao mà Nhật sau cái đệ nhị thế chiến chỉ một thời gian ngắn, họ đã đi một cách nhanh chóng, mạnh bạo và trở thành một đại cường quốc kinh tế. Thì cái yếu tố chính yếu là cái gì thưa anh? Dạ vâng, thưa rằng là chúng ta biết một cách tổng quát là người Nhật người ta đoàn kết, cần cù và kỷ luật vân vân. Tuy nhiên một cách cụ thể hơn đó, thì chúng tôi thấy là họ ví cái đất Nhật nó là cái nhiều cái đảo, nó ví như là những con tàu. Thì họ quan niệm là trên một cái tàu như vậy chỉ nên có một thuyền trưởng thôi. Nếu mà tàu nhiều thuyền trưởng chỉ huy quá thì con tàu nó sẽ quay vòng vòng. Cho nên là qua những cái sinh hoạt với người Nhật thì chúng tôi để ý rằng là họ làm việc với nhau rất là nghiêm chỉnh và chặt chẽ. Thành ra họ tham dự những cái buổi họp rất là kỹ. Đến khi họ ra làm việc là họ biết ngay việc ai người nấy làm. Chứ không có họp mà lơ mơ rồi đến lúc ra tới nơi rồi mới hỏi nhau là phải làm như thế nào. Cái điểm quan trọng nữa là người Nhật họ rất là chịu khó trong một cái hoàn cảnh đất nước nghèo, dân đông mà thiên tai triền miên. Cho nên đó, thay vì đó, là mạnh ai nấy sống thì họ lại nghĩa là cố gắng nép mình, đóng góp đối với việc chung để cùng chia nhau cái quyền lợi. Thành ra người Nhật đó, là trong cái hoàn cảnh khó khăn họ nương nhau chứ không phải trong cái hoàn cảnh khó khăn mạnh ai nấy sống. Vâng. Thì cái đó đặc biệt là họ khi làm việc với nhau họ không có ganh tị, tị nạnh. Không có rằng là tôi mệt, tôi làm nhiều nhiều, anh làm việc ít mà như vậy chia nữa. Quyền lợi nó không có đồng đều. Thành ra những cái chịu đựng của người Nhật như vậy góp phần làm cho cái nước Nhật có thể là thăng tiến dễ dàng. Vâng, thưa anh, qua cái vụ sóng thần cách đây mấy năm đó, thì những cái hình ảnh đưa lên cho thấy là cái nền giáo dục ở nước Nhật thế nào mà tạo cho ngay cả những em bé nó cũng có cái trách nhiệm. Chẳng hạn như người ta get line, người ta sắp hàng để mà nhận sự giúp đỡ. Thì không có cái sự chen lấn, không có cái người vượt lên, không có người xô đẩy nhau. Thì cái tinh thần đó nó đã bắt nguồn từ cái gì mà có được cái sự kiện đó vậy thưa anh? Tất cả một cái dân tộc tính đó, thì nó do cái môi trường, hoàn cảnh. Nhưng cái quan trọng nhất là những người sau là nhờ cái sự giáo dục từ cái môi trường đó, cái cá tính của cái dân tộc đó giáo dục lại cho những thế hệ sau. Thành ra nước Nhật là thưa quý vị là cái nước bị thiên tai triền miên, cho nên cái chuyện động đất đối với họ không lạ. Và vì vậy không lạ cho nên rằng là tất cả những cái khó khăn họ đều đón nhận một cách rất là tự nhiên, không có hoảng loạn. Và cái trật tự vẫn là cái quan trọng, chứ không vì một cái biến cố nào đó cả cái đất nước hoảng loạn rồi mạnh ai nó giành nhau sống. Thực ra thưa quý vị là người Nhật họ có những cái đức tính tốt đó. Tuy nhiên đôi khi báo chí thì cũng là cảm thông với cái khổ đau của họ đưa lên, nhưng mà đôi khi họ lướt qua những cái khuyết điểm. Chứ thực ra đó, cũng không phải lý tưởng hết tất cả đẹp như vậy. Trong cả một cái quá trình như vậy cũng có những người từ các nơi đến thiện nguyện giúp, nhưng mà rồi đôi khi động lòng tham. Cũng có những cái chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà so với cái toàn thể thì nó quá nhỏ đi. Cho nên người ta chỉ thấy được những cái mặt tốt, nhưng mà phải công nhận rằng là cái mặt tốt thì nó rất lớn, còn cái mặt tiêu cực thì nó rất là nhỏ. Thưa anh, cái vấn đề mà nước Nhật ở một cái vị trí bây giờ có thể nói rằng sau đệ nhị thế chiến thì nước Nhật thua trận và họ gọi là gây dựng từ con số 0 bây giờ trở nên một cường quốc. Nhưng mà thưa anh, cho đến bây giờ và đặc biệt gần đây nữa đó, thì Thủ tướng Shinzo Abe đã thắng trong một cái cuộc bầu cử thượng viện và có chiều hướng là sẽ cải thiện, sửa đổi hiến pháp để họ có thể gửi quân đội ra nước ngoài. Anh có thể nói rõ hơn về cái diễn tiến này và cái vị trí
đóng góp của Nhật Bản không phải là chỉ có cái vùng Đông Nam Á mà nó còn ảnh hưởng khác nữa, thì anh ở là người Nhật thì anh cho biết thêm về cái chuyện này thêm. Dạ, thưa với quý vị là nước Nhật đó, khi mà họ thất trận Thế chiến thứ hai thì có vấn đề gì? Tức là 2/3 nước Nhật ở phía Nam đó là khoảng 60 thành phố tan tành. Cái cuộc chiến của Việt Nam chúng ta thì bom đạn là rất nhiều, nhiều hơn tất cả, có thể nói gấp đôi cả cái Thế chiến thứ hai cộng lại. Nhưng mà đa số bom đạn lại thả ở rừng núi nhiều, cho nên các thành phố mình bị đánh, ví dụ như Quảng Trị, An Lộc, Bình Long, mình chỉ bộ 4-5 thành phố thôi, còn nước Nhật là 60 thành phố. Và trên danh nghĩa đó là Cộng sản Việt Nam là thắng, còn Nhật là thua. Mà thắng rồi mà giờ 41 năm chưa đi đến đâu, vẫn là đi vay, đi mượn, chấp vá. Trong khi nước Nhật là nước thua, thì nước Nhật chỉ có 20 năm thôi là phục hồi hoàn toàn. Tức là năm 1964, nước Nhật đứng ra đăng cai tổ chức Thế vận hội, đánh dấu sự phục hưng hoàn toàn của nước Nhật. Và nước Nhật được trợ giúp như thế nào? Thì nước Mỹ á, là biến những cái kẻ thù không đợi trời chung của mình thành đồng minh đàn em. Cho nên nước Mỹ có cái chương trình Marshall ở bên Âu Châu giúp cả nước Đức phục hồi. Và bên đây thì cũng có chương trình giúp nước Nhật, nhưng mà chỉ có 2 tài khoá 5 năm thôi. Mỗi tài khoá là 5 tỷ đô la. Tức là nước Nhật đã nhận được cái viện trợ 10 tỷ đô la. Và trong có 5 năm, bây giờ cho là 2 lần 5 năm là 10 năm. 10 tỷ đó cho là bây giờ là 3-40 tỷ thôi. Chỉ với cái số tiền đó nước Nhật phục hưng hoàn toàn. Đó, thành ra như là chúng tôi trình bày ở phần đầu, do cái đặc tính, cái môi trường sống của người Nhật làm cho người Nhật cố gắng vươn lên, và nhất là họ nương tựa vào nhau. Đó, và lúc trước đó, nước Nhật đó là cái nước chậm tiến, khi họ nhìn những cái hàng hóa của Tây Phương thì giống như nước Trung Quốc bây giờ, tức là làm hàng nhái, đẹp rẻ mà không bền. Đến khi thất trận Thế chiến rồi đó, người Mỹ mới đem cái gọi là kiểm tra về phẩm chất là quality control. Thì người Nhật có cái đặc tính không phải tới lúc đó đâu, mà trước đó họ học của những nước ngoài mà họ làm hơn nước ngoài. Thí dụ như về vấn đề lúa gạo, họ ra một cái giống lúa riêng, thịt bò họ ra một cái thứ thịt bò rất là độc đáo. Những cái như áo kimono, tranh thủ ấn họa, ninja, cá koi, bonsai, gen là từ nước ngoài mà tới nước Nhật họ làm thăng hoa lên. Đó là những cái chuyện lịch sử. Còn tới ngày hôm nay, máy hình, xe hơi quý vị cũng biết, học từ bên ngoài. Cả xe điện nữa. Xe điện của họ đó là do nước Anh tài trợ giúp đỡ 150 năm trước. Bây giờ nước Nhật bán lại kỹ thuật xe điện cho nước Anh. Đó, thành ra người Nhật có cái hay là họ học rất đến nơi đến chốn và họ trồng chất kinh nghiệm, cho nên họ ra những cái sản phẩm. Và người Nhật là có cái tinh thần gọi là cầu toàn. Làm là không phải có là vui rồi, mà làm là phải thật tốt, phải cạnh tranh với thế giới, họ cứ thế đi lên. Cho nên là trong cả cái quá khứ lịch sử, rất nhiều dân tộc cũng có thể làm được một phần nào cái điều đó. Nhưng mà nước Nhật, những gì mà chúng ta biết tới nước Nhật, tinh hoa nước Nhật ngày hôm nay, hầu hết gốc từ bên ngoài. Họ học từ bên ngoài và họ làm lên. Nghe là tưởng là từ xuất phát từ Nhật, nhưng mà hầu hết là từ Trung Quốc hoặc là Tây Tạng, Ấn Độ. Vâng, nhưng mà bây giờ thưa anh, hiện tại ở bên Nhật đó thì có bao nhiêu người Việt, và cái cách sống của người Việt ở bên Nhật có hòa nhập vào hay có học được cái gì không? Có dạ vâng, thưa rằng là tới ngày hôm nay số người Việt chúng ta tại Nhật ước lượng là khoảng 60.000 người. Nghe con số thì cũng hơi lớn đấy, nhưng mà thực ra nó có thành phần nó rất là đặc biệt. Tức là cho tới trước năm 1975 hầu hết là du học sinh. Như cái thế hệ của chúng tôi đó, thì tới năm 75 khoảng chừng 950 người. Còn Việt Kiều thì có vài chục thôi. Hoặc là các bà lấy chồng Nhật đi về thế thôi. Hoặc nhân viên tòa đại sứ thôi, chứ không có gì. Thế thì lúc đầu là Nhật không có ký cái điều ước tị nạn, cho nên không có nhận tị nạn. Cho nên những người tới Nhật một cái đó là làm thủ tục xong là bay đi nước thứ ba. Đó, đến về sau thế giới mới nói rằng nước Nhật cũng có hưởng lợi trong chiến tranh Việt Nam, và nước Nhật là một nước lớn, tại sao không có cái trách nhiệm nhận người. Cho nên cuối cùng đó là năm 1981 nước Nhật mới ký cái điều ước tị nạn và mới bắt đầu nhận người tị nạn. Cho nên cộng đồng người Việt chúng ta hình thành chính thức ở Nhật là sinh sau đẻ muộn nhất. Đó, thế thành ra rồi kế tiếp nữa đó là cái đất Nhật đó là chật mà họ kỷ luật. Cho nên nếu nói về một mặt tích cực thì nó tốt, nhưng mà mặt để hòa nhập thì nó khó. Tôi nói thí dụ thôi, ở Chợ Lớn mình có cái cộng đồng người Hoa, người Việt mình mà chen vào nó khó lắm. Cái cộng đồng nó quá chặt rồi. Thành ra nước Nhật cũng vậy. Cho nên đi nước Mỹ, đi nước Úc, thênh thang cơ hội tiến thân nhiều hơn. Mà cộng đồng ở đây vui hơn, sinh hoạt về tinh thần, tôn giáo, văn nghệ, giải trí, ăn uống mọi thứ nữa. Tưng bừng, ngon lành hơn, nhà cửa, xe hơn. Bên Nhật không có những thứ đó. Cho nên, hoặc là vấn đề bằng cấp cũng vậy. Tôi nói thí dụ bây giờ một bác sĩ tốt nghiệp Việt Nam, qua bên đây thì được các ông thầy chứng nhận rồi đi học,
có thể lấy lại được cái bằng. Còn nếu mà ở Nhật thì muôn đời không thể nào lấy lại cái bằng nữa. Bởi vì ngôn ngữ Nhật là một ngữ hoàn toàn mới. Cái tuổi ra đi như vậy, 30-40 tuổi rồi, bây giờ mới bắt đầu học một cái ngôn ngữ mới để mà lấy lại cái bằng thì thưa quý vị, 10 năm, 15 năm chưa chắc đã lấy được. Mà ai nuôi cho mình như vậy? Trong khi bên Mỹ này có thể là 2 năm hay 3, 4 năm lấy lại được. Cho nên những người có trình độ đều cố gắng đi nước khác hết. Đó, thành ra để lại ở Nhật là số người nói chung cái trình độ không có cao, không thể đi được nước nào. Thế thì cho tới ngày hôm nay ước lượng ạ, thưa quý vị, là số người tị nạn định cư tại Nhật độ 5-7 ngàn, cộng với lại 5-7 ngàn là đoàn tụ gia đình, thành ra có chừng 15 ngàn thôi. Số còn lại là gì? Số còn lại là những người đi lao động khoảng 20 ngàn, và bây giờ sinh viên mới năm vừa rồi, vài năm gần đây tăng vọt, có thể lên tới 25-30 ngàn. Thì những người đó là không chính thức định cư đó, thành ra thành phần thực sự định cư á, chỉ có trên dưới 10 ngàn. Thành ra đặc biệt ở Nhật là cái số người tị nạn và đoàn tụ, gọi là như là có những người có tinh thần quốc gia từ trước đi đó, là thiểu số ở trong cái cộng đồng đó, không giống như cộng đồng ở các nơi khác. Vâng, đây có một cái chuyện mà tôi thắc mắc, thì anh ở Nhật anh có thể cho biết, là cách đây vài năm thì tôi thấy, tôi đọc trên báo có một cái thành phố họ tuyển dụng cảnh sát đi học tiếng Việt, nhưng mà không phải để học tiếng Việt làm trong tòa đại sứ gì, mà để học tiếng Việt để biết cách nói chuyện với những người ăn cắp. Cái chuyện đó tôi nghe nó chói tai quá. Nhưng mà cái chuyện đó có thật phải không anh? Dạ có. Tức là bởi vì càng ngày cái vấn đề quốc tế giao lưu không riêng gì cộng đồng mình, mà họ phải tiếp xúc với nhiều cái cộng đồng khác từ các nơi khác tới, đúng không? Như bên Mỹ này mình cũng có cảnh sát người Việt vậy. Thì bên kia cũng vậy. Thì đặc biệt thưa quý vị, cái ngành cảnh sát của Nhật đó, không dùng người gốc ngoại quốc ạ. Tuy đã nhập quốc tịch rồi, họ vẫn không dùng đâu. Đó, thành ra nhưng mà họ phải có một số người học tiếng Việt để mà đi điều tra hoặc là thẩm vấn những cái trường hợp phạm tội. Đó, thành ra cái chuyện có những người Việt để đi dạy tiếng Việt cho cảnh sát Nhật. Vâng, thưa anh, bây giờ cái người Việt để sống trên đất Nhật như vậy rồi, bây giờ tôi qua một cái chuyện khác. Thì anh biết Nhật là một trong những cái nước đầu tư vào Việt Nam. Chẳng những vấn đề đầu tư về kinh tế và còn có những cái liên hệ mật thiết về vấn đề an ninh, về vấn đề quốc phòng. Thì anh có thể cho biết là hiện tại chính phủ Nhật và chính phủ Cộng sản Việt Nam đó, họ có những cái việc làm chung như thế nào, và cái vấn đề an ninh ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông nó liên hệ chặt chẽ với cái sự hiện diện của Mỹ và của Nhật Bản trong cái vấn đề an ninh Biển Đông, thì anh có thể cho biết. Dạ thưa, cái vấn đề này nó lớn, nó dài quá, thì chúng tôi chỉ ráng tóm tắt. Vâng, tóm tắt thôi. Vâng. Là thưa quý vị rằng là cách đây chừng 3-4 năm khi mà chúng tôi qua Washington DC thì gặp một người, gặp tôi một cái hỏi ngay là tại sao Nhật lại cứ viện trợ ào ạt cho Cộng sản Việt Nam như vậy? Đáng lẽ là đặt vấn đề nhân quyền thì mình phải stop lại. Đó là cái quan điểm của người Việt. Nhưng mà quan điểm của Nhật là gì? Là tìm quyền lợi cho nước Nhật thì họ phải đi tìm những cái đối tác. Thành ra bây giờ tôi mới đặt giả thiết ngược lại với người đó. Giả thử Nhật không viện trợ cho Việt Nam thì chuyện gì nó xảy ra? Tất cả Việt Nam sẽ nằm lọt trong tay thằng Tàu. Vậy thì quý vị có muốn không? Thằng Nhật với thằng Tàu tranh nhau Việt Nam cũng như tranh nhau cả cái khối ASEAN và thế giới luôn. Thành ra ban đầu là Nhật viện trợ giúp cho Tàu, nhưng bây giờ Tàu trở thành một đối tác cạnh tranh nguy hiểm của Nhật, cho nên hai bên phải cạnh tranh. Đó, thành ra thằng Tàu nó viện trợ ào ạt, quý vị thấy Tàu nó chi phối Việt Nam mình không? Đó, mình có muốn như vậy không? Nếu không có sự hiện diện của Nhật, không có sự hiện diện của Mỹ, của Úc và của các nước Âu Châu, thì một mình một trợ là thằng Tàu. Cho nên mình chỉ nghĩ rằng là ô, Cộng sản Việt Nam nó vi phạm nhân quyền, đừng viện trợ nó, để nó chết, nó đâu có chết đâu, thằng Tàu sẽ chi phối hết. Cho nên chính vì vậy, ngay cả Cộng sản Việt Nam thì nó cũng phải xoay, nó phải qua tiếp xúc với lại những nước là tư bản vốn là kẻ thù. Thành ra thưa rằng là Nhật nó có những cái nhu cầu quyền lợi của nó muốn có cái thị trường và đầu tư thì nó cũng phải cạnh tranh với Trung Quốc. Trung Quốc làm thì nó phải làm cạnh tranh như vậy đó. Thế còn về cái vấn đề viện trợ đó, thưa quý vị, tức là sau ngay sau 30/4/75 là nó viện trợ cho Cộng sản Việt Nam. Đó, kể cả vấn đề bồi thường, trước đó chỉ có bồi thường miền Nam thôi. Thế đến khi mà Cộng sản Việt Nam đánh qua Campuchia thì tất cả nó ngưng hết. Nó ngưng hết cho tới năm 90-91 khi Cộng sản Việt Nam rút ra rồi thì vấn đề giải quyết kế tiếp. Thì thưa quý vị, có một điều mà ít ai biết, đó là Cộng sản Việt Nam đã từng bị phá sản. Cái tiền mà 16 tấn vàng để lại cộng với đánh tư sản Nhật Bản là hơn 40 tấn. Cuối cùng phải đưa qua Nga, nhờ Nga bán dùm. Bởi vì lúc đó Cộng sản Việt Nam nó cần 100 triệu đô la tiền mặt để nó mua hàng hóa. Nó không có nữa. Đất nước trong nước nó đói thiếu rồi. Thành ra phải cuối cùng là Nga bắt lại, anh muốn thì anh phải đưa vàng thế chấp. Thì cuối cùng là đem 40 mấy tấn vàng đi. Cuối cùng còn về có vài tấn thôi. Tức là bán hết 40 tấn vàng, đem bao nhiêu của cải bán. Thế thì ngoài ra nó còn cái vấn đề phá sản là như thế nào?
khi mà quý vị nhớ cái vụ ngăn sông cấm chợ, một cái nền kinh tế như thế cộng với đánh nhau ở vùng Tây, biên giới Tây Nam và đánh nhau ở phía Bắc thì hoàn toàn phá sản. Cho nên là các nước lúc đó thì Mỹ thì không có, nhưng mà Âu Châu và Nhật và một số quốc gia ngoài cái khối cộng sản viện trợ cho cộng sản Việt Nam trả không được. Cái số nợ đó là 6,5 tỷ đô la. Cuối cùng là cái câu lạc bộ Paris, tức là cái câu lạc bộ cho Cộng sản Việt Nam vay đó, mới họp lại với nhau, thì Cộng sản Việt Nam mới yêu cầu Nhật và Pháp giúp đỡ cho vay cái nợ mới để trả cái nợ cũ. Thì Nhật là quốc gia rất là tích cực làm cái việc đó, giúp cho thằng Cộng sản Việt Nam thoát nợ, từ đó mới quay trở lại các cái cơ quan tiền tệ thế giới vay được. Cho nên quý vị nhớ là Võ Văn Kiệt ông tuyên bố đó là trang sử quá khứ giữa Việt Nam với Nhật Bản đã lật qua là nhờ cái chuyện Nhật nó giúp đỡ. Để Nhật làm chi? Xóa cái chuyện cũ đi, anh đừng có nhắc cái chuyện cũ nữa, tôi đã giúp đỡ anh như vậy thì coi như là mình là vui vẻ với nhau. Đó, quý vị để ý, mỗi lần mà mấy ông thủ tướng và bộ trưởng Nhật mà đi cái đền Yasukuni thì Trung Quốc, Triều Tiên lên tiếng nhưng Việt Nam không bao giờ lên tiếng cả. Yeah. Nhưng mà cái tôi thấy mấy năm gần đây đó là cái gọi là cái viện trợ OID đó, yeah. Thì nó bị lem nhem ở Việt Nam, yeah. Nó tham nhũng và yeah. Nhật thì nó khui ra, yeah. Còn bên Việt Nam thì cố mà che đậy đi, yeah. Thì cái chuyện đó nó cũng là một cái vết ô nhục cho Việt Nam rồi, yeah. Nhưng mà gần đây nữa đó, thì tôi thấy bên Việt Nam với cái thương vụ của Nhật đó, lúc này so với Trung Cộng vẫn còn thua xa, anh thấy không? Yeah. Thì theo anh nhìn vấn đề kinh tế giữa nhà Nhật và Việt Nam thưa anh? Thưa rằng là hiện tại cái mức viện trợ của Nhật cho Việt Nam là đứng đầu trong các nước, đúng tức rồi. Là cỡ 1,8 tỷ. Nhưng mà cái đầu tư và nhất là cái thương mại giữa Cộng sản Việt Nam thì với Trung Quốc là lớn nhất. Mà nó chỉ mới tăng vọt trong vòng 5-7 năm nay thôi. Tức là phía Trung Quốc bán cho Việt Nam đó khoảng đó là gần 60 tỷ mà Việt Nam bán chỉ có 20 tỷ thôi. Thâm thủng tới 40 tỷ đó. Mà Nhật đó, thì dù sao chăng nữa họ cách biển và buôn bán đó, thì hầu hết là theo cái hệ thống là chính quy, tức là nhập một cách chính thức, cũng đúng, có thể có những cái tình trạng là hơi gian một tí, nhưng mà không thể bằng anh Tàu được. Anh Tàu là ngoài con đường chính thức còn con đường biên giới và con đường biển, mà biên giới là biên giới phía Bắc rồi biên giới Lào, biên giới Campuchia, đủ con đường hết. Thành ra Tàu vẫn có những cái lợi thế riêng mà Nhật không thể làm cái kiểu như của Tàu được. Đồng thời với cái chuyện mà người Hoa đi tự do vào đất Việt Nam mình như vậy, cho nên cuối cùng là chúng ta thấy rằng cái cán cân thương mại đó càng ngày nó càng lệch. Có thể không thể tưởng tượng được nhập siêu tới 40 tỷ thì lấy gì mà bù đắp đó. Thành ra đó là cái nguy cho Việt Nam mình. Vâng. Giờ thưa anh, bây giờ trở lại vấn đề nước Nhật thì gần đây đó, ngoài cái việc mà ông Thủ tướng Shinzo Abe đã thắng và cái chuyện có thể thay đổi hiến pháp, nhưng mà mới cách đây vài ngày thì nhà vua tức là hoàng hôm đế 9 tháng 8 đó, thì có ý là muốn, mặc dù trong hiến pháp không cho phép, nhưng mà ông ấy muốn rằng ông ấy phải được nghỉ. Thì thưa anh, cái chuyện này nó có thể xảy ra không, và cái hệ thống nắm quyền lực ở nước Nhật chính thức là ai vậy thưa anh? Dạ thưa rằng là bên Nhật thì họ gọi là thiên hoàng, họ không gọi là vua. Chữ Hán họ là thiên hoàng, là tenno. Thì thiên hoàng Nhật có những thời có thực quyền, có những thời hư vị. Tức là thưa quý vị là Đông Phương mình đã chia ra đó, thế với lực. Có khi thế với lực kết là một, mà có khi thế là riêng. Tức là thế là bên thiên hoàng, lực là nằm bên sứ quân. Chúng ta đã từng nghe Shogun đó. Thì Shogun là tương đương với chúa Trịnh của mình, chúa của mình. Hậu Lê, nhà Lê yếu rồi, nhưng mà vẫn có cái tiếng với lại dân chúng. Cho nên chúa Trịnh không dám cướp ngôi thì sợ dân loạn. Cho nên vẫn để vua, nhưng mà vua là của tôi đội trên đầu. Đó, để mà mang cái chính danh của mình. Thì bên Nhật cũng vậy ạ. Vào đầu thế kỷ thứ 17 là cái dòng họ Shogun Tokugawa lên nắm. Quý vị tưởng tượng không? Kéo lại 15 đời, 265 năm. Nhưng mà cuối cùng những cái anh sứ quân sau đó, ăn theo thôi. Đúng lúc là Tây Phương bắt đầu uy hiếp nước Nhật. Cho nên người Nhật mới có cái ý nghĩ rằng là bây giờ phải lấy lực và thế cộng lại với nhau. Nghe một bên thôi, chứ lại thiên hoàng một đằng, lại sứ quân một nẻo. Cho nên cuối cùng là sứ quân đồng ý trả lại quyền cho thiên hoàng. Thành ra tới thời ông Minh Trị là ông nắm cả hai. Rồi tới sau đời ông là ông Đại Chính, và tới ông Chiêu Hòa là đánh cái trận thế chiến thứ hai. Nhưng mà khi dính tới trận thế chiến thứ hai rồi thì người ta lại tách ra. Thành ra bây giờ giống như là vua của Anh hoặc là của Thái Lan, mà không bằng vua Thái Lan đâu. Vua Thái Lan còn can dự chính trường, còn vua Nhật bây giờ chỉ mang tính cách tượng trưng. Tuy nhiên cũng rất bận rộn, không phải tượng trưng mà cứ là ngồi chơi xơi nước đâu. Thì thưa quý vị, thí dụ như 5 năm trước xảy ra cái vụ động đất, ông và gia đình phải đi lên đi xuống cả chục lần. Tại vì nó rộng lắm, cả một cái dải dài mấy trăm cây số thì không biết bao nhiêu cái trại tị nạn. Thì thưa quý vị, lịch sử nước Nhật là một cái lịch sử độc đáo, không nước nào có. Tức là từ cái
Hoàng Kỳ, tức là 660 năm trước công nguyên, là kể như khởi đầu lịch sử Nhật. Và thưa quý vị, khởi đầu lịch sử Nhật không có nghĩa là khởi đầu cái dân tộc đó. Cái dân tộc đó đã hiện diện ở đó 2-30 năm, ngàn năm rồi. Nhưng bắt đầu khởi đầu lịch sử đó là 660 năm trước công nguyên. Thì khởi đầu là những chuyện thần thoại, sau đó tới người Thiệt. Thì không có quốc gia nào mà một dòng họ làm thiên hoàng từ đầu chí cuối á, tới nay là 125 đời. Mình thì cũng như Trung Quốc cũng ít nhất là 10 đời, 20 dòng họ khác nhau. Nước Nhật chỉ có một dòng họ. Mà cái giá trị tinh thần này là cực kỳ mạnh. Quý vị tưởng tượng không? Ông Hirohito Soa đó là trực tiếp chỉ huy cái chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng mà khi Nhật đầu hàng á, trên nguyên tắc là vô điều kiện, nhưng họ chỉ yêu cầu nước Mỹ một điều thôi: đừng đụng tới thiên hoàng, đừng giết thiên hoàng. Mà nước Mỹ khôn, giết thiên hoàng thì sẽ khó mà cai trị nước Nhật. Quý vị có thấy không? Đánh Kuwait, đánh Afghanistan có mấy tuần giải quyết thôi, 10 năm bình định không được. Nếu mà người Nhật mà họ cũng nhất định họ chống tới cùng thì nước Mỹ không khó bình định lắm. Nước Mỹ để ông thiên hoàng đó, chiêu dụ ông thiên hoàng đó, và ông thiên hoàng nói: thần dân, tất cả chúng ta thua và chúng ta hãy nhẫn nhục chịu đựng qua những cái ngày khó khăn chưa từng xảy ra trong lịch sử. Nhưng mà chúng ta hãy theo đuổi con đường hòa bình để đi lên. Cả nước Nhật, nước Mỹ cai trị ân 86 năm sau trả lại sự độc lập. Thành ra cũng giống như cái thành phố Nara và Kyoto là hai cái thành phố văn hóa không bị bom, hầu như không bị bom. Thiên hoàng không đụng tới là nhờ cái sức mạnh, một tới đời ông là 124 đời, trên thế giới không có một cái dòng họ nào mà kéo dài từ đầu lịch sử đó. Thì đó là cái sức mạnh văn hóa và nó là cái biểu tượng. Thành ra bây giờ với một ông thiên hoàng như vậy mà bây giờ bị thiên tai thì phải nói rằng chết chóc, là không có cái gì đánh đổi được hết. Nhưng bây giờ trong cái khổ đau như vậy, ông thiên hoàng tới tận nơi ngồi xuống nói chuyện với thần dân, thì cái đó là cái giá trị tinh thần tuyệt vời mà ông đem đến cho người dân. Thành ra vì vậy cho nên ông rất là bận rộn. Những cái buổi lễ, những cái buổi khai mạc, những cái công trình lớn đó, ông vẫn phải tham gia. Và bây giờ ông 82 tuổi rồi, ông cũng bị bệnh nhiều rồi. Thì trên nguyên tắc gọi là quy luật của hoàng gia đó là vua chết thì ông con mới lên. Đó, thành ra ông tránh cái chức là từ chức, nhưng mà gần như là coi như là thoái vị. Đó, để mà ông con lên, bởi vì sức khỏe ông không cho phép. Ông không muốn rằng một cái quốc gia mà ông không thể đi tham dự những cái buổi là sinh hoạt được, cho nên ông muốn hưởng ngôi cho hoàng thái tử. Còn cái vấn đề hiến pháp thì thưa quý vị, khi Nhật thất trận thì thống tướng MacArthur là cái người chủ trì soạn hiến pháp, đương nhiên thể hiện cái tinh thần Nhật, nhưng cái quan trọng nhất là giải giới vũ khí và Nhật sẽ không can dự chiến tranh. Cho nên một nước Nhật ngày hôm nay đã được độc lập và hùng cường rồi, nhưng thực tế hiến pháp này do người bên ngoài chủ trì viết, cho nên người Nhật về mặt tâm lý họ cũng muốn làm sao có một cái hiến pháp của chính mình. Đó, chính vì vậy cho nên là ông Abe bây giờ ông may mắn là ông nắm được đa số trên 2/3 tại Hạ viện và mới đây trên 2/3 tại Thượng viện. Vâng. Cho nên ông sẽ đẩy mạnh cái việc thay đổi hiến pháp. Vâng, để một vì thời gian có hạn nên có một câu nữa tôi muốn hỏi là theo cái nhận xét của học giả Đỗ Thông Minh thì cái sự căng thẳng giữa Trung Cộng và Nhật Bản với lại cái vấn đề Biển Đông, liệu vấn đề chiến tranh có thể xảy ra không thưa anh? Dạ thưa cá nhân mình thì mình cũng có phân tích là trong lịch sử quá khứ mình đã 7 lần đánh nhau với phương Bắc nói chung. Và hiện đại mình có 4 trận, 2 trận là Hoàng Sa và Trường Sa. Còn biên giới là mình đánh biên giới năm 79 và nhất là cao điểm ở trận Vị Xuyên là năm 84. Tức là ít nhất là 4 cái trận chiến lớn, đã 4 thì có thể có 5. Và tình hình quý vị thấy là cái tòa án PCA đã phán quyết rồi. Nhưng mà Philippines hoặc là Việt Nam sẽ dựa vào đó, thế giới sẽ dựa vào đó ép anh Tàu. Nhưng anh Tàu thì lại cực lực là chống lại. Cho nên cái phán quyết đó thực ra là đổ dầu thêm lửa. Và trong 10 năm, 20 năm gần đây chúng ta thấy nước nào cũng tăng cường quân sự hết. Thành ra Cộng sản Việt Nam bây giờ thì ở cái thế yếu, nhưng mà Cộng sản Việt Nam là mua thời gian, chấp nhận là nhục với giặc mà ác với dân, nhưng mà mua thời gian để mà trang bị quân sự. Tới một cái lúc sức ép nó lên cao, cộng với một cái lúc mà cái tiềm năng mà anh nghĩ là anh đủ, thì có thể chiến tranh nó xảy ra. Đó. Vâng, vì thưa quý thính giả, nếu mà nói chuyện với học giả Đỗ Thông Minh thì chúng ta phải cần nhiều giờ, nhiều ngày, có thể cả tháng cũng chưa hết. Nhưng mà vì thời gian không cho phép, do đó chúng tôi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình thời sự của chúng tôi. Kính chào quý thính giả và hẹn có dịp gặp lại ông vào một dịp khác. Dạ vâng, dạ xin kính chào quý khán thính giả của VNTV và xin kính chào anh Đỗ Như Điện. Dạ. Vâng.